Xin chào các em! Ngày hôm nay, Học Văn Chị Hiền sẽ cùng các em đi tìm hiểu phần 1 của bài tập đọc Nghìn Năm Văn Hiến. Các em chú ý, trong lúc chúng ta đọc bài này, chúng ta sẽ đọc với giọng đọc rõ ràng, rành mạch, tuần tự từng mục của bảng thống kê, thể hiện được sự trân trọng, tự hào về những chứng tích văn hiến của dân tộc nhé! Nào, chị em mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu thôi! Nghìn Năm Văn Hiến. Đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám ở thủ đô Hà Nội, ngôi trường được coi là trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Khách nước ngoài không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng từ năm 1075, nước ta đã mở khoa thi tiến sĩ. Ngót 10 thế kỷ, tính từ khoa thi năm 1075 đến khoa thi cuối cùng vào năm 1919, các triều vua Việt Nam đã tổ chức được 185 khoa thi, lấy đỗ gần 3.000 tiến sĩ, cụ thể như sau. Xin chào các em! Ngày hôm nay, Học Văn Chị Hiền sẽ cùng các em đi tìm hiểu phần 2 của bài tập đọc Nghìn Năm Văn Hiến. Các em sẽ chú ý lắng nghe nhé! Triều đại nhà Lý, số khoa thi 6, số tiến sĩ 11, số trạng nguyên 0. Triều đại nhà Trần, số khoa thi 14, số tiến sĩ 51, số trạng nguyên 9. Triều đại nhà Hồ, số khoa thi 2, số tiến sĩ 12, số trạng nguyên 0. Triều đại nhà Lê, số khoa thi 104, số tiến sĩ 1780, số trạng nguyên 27. Triều đại nhà Mạc, số khoa thi 21, số tiến sĩ 484, số trạng nguyên 11. Triều đại nhà Nguyễn, số khoa thi 38, số tiến sĩ 558, số trạng nguyên 0. Tổng cộng, số khoa thi 185, số tiến sĩ 2896, số trạng nguyên 47. Xin chào các em! Ngày hôm nay, Học Văn Chị Hiền sẽ cùng các em đi tìm hiểu phần 3 của bài tập đọc Nghìn Năm Văn Hiến. Các em sẽ chú ý lắng nghe nhé! Nghìn Năm Văn Hiến. Ngày nay, khách vào thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám còn thấy bên giếng Thiên Quang, dưới những hàm muỗng già cổ kính, 82 tấm bia khắc tên tuổi của 1.306 vị tiến sĩ từ khoa thi năm 1442 đến khoa thi năm 1779 như chứng tích về một nền văn hiến lâu đời. Xin chào các bạn! Ngày hôm nay, Học Văn Chị Hiền sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu câu trả lời cho phần câu hỏi của bài tập đọc Nghìn Năm Văn Hiến. Và câu hỏi thứ nhất của chúng ta như sau. Đến thăm Văn Miếu, khách nước ngoài ngạc nhiên vì điều gì? Không biết sau khi đọc bài tập đọc, các bạn có trả lời được câu hỏi thứ nhất này không nhỉ? Chị sẽ hướng dẫn các bạn trả lời nhé! Đến thăm Văn Miếu, khách nước ngoài ngạc nhiên khi biết rằng từ năm 1075, nước ta đã mở khoa thi tiến sĩ. Ngót 10 thế kỷ, tính từ khoa thi năm 1075 đến khoa thi cuối cùng vào năm 1919, các triều vua Việt Nam đã tổ chức được 185 khoa thi và lấy đỗ gần 3.000 tiến sĩ đó. Xin chào các bạn! Ngày hôm nay, Học Văn Chị Hiền sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi thứ hai của bài tập đọc Nghìn Năm Văn Hiến. Và câu hỏi thứ hai như sau. Hãy đọc và phân tích bảng số liệu thống kê theo các mục sau. A. Triều đại nào tổ chức nhiều khoa thi nhất? B. Triều đại nào có nhiều tiến sĩ nhất? Và sau khi đọc bài tập đọc này, chúng ta sẽ có câu trả lời như sau. Triều đại nhà Lê tổ chức nhiều khoa thi nhất với 104 khoa thi. Triều đại nhà Lê cũng là một triều đại có nhiều tiến sĩ nhất với 1.780 tiến sĩ đó. Còn các bạn, không biết khi các bạn phân tích bảng số liệu, các bạn sẽ có câu trả lời như thế nào nhỉ? Hãy comment xuống đây cho chị biết nhé! Xin chào các bạn! Ngày hôm nay, Học Văn Chị Hiền sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu câu trả lời cho câu hỏi thứ 3 của bài tập đọc Nghìn Năm Văn Hiến. Và câu hỏi thứ 3 như sau. Bài văn giúp em hiểu điều gì về truyền thống văn hóa Việt Nam? Với câu hỏi này, chị chắc chắn các bạn sẽ được thỏa sức mình để có thể nêu ra những suy nghĩ, những tâm tư, tình cảm. Và chị sẽ hướng dẫn các bạn một số những cái gợi ý để chúng ta trả lời được câu hỏi này nhé. Sau khi đọc bài văn trên, chúng ta thấy được từ xa xưa, nhân dân Việt Nam đã coi trọng đạo học. Việt Nam ta là một đất nước có nền văn hiến lâu đời. Chúng ta rất tự hào vì đất nước ta có một nền văn hiến lâu đời như vậy. Bài văn đã nói lên được Việt Nam có truyền thống khoa cử lâu đời. Văn Miếu Quốc Tử Giám là một bằng chứng về nền văn hiến lâu đời của nước ta.